Ngày 8 tháng 4, công an quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng cho biết đang chờ kết quả giám định thương tích và tài sản để củng cố hồ sơ xử lý tài xế lái ô tô lao vào tiệm bánh mì trên đường Điện Biên Phủ chiều tối 3 tháng 4. Công an quận Thanh Khê cho biết, tài xế Lương Duy Tân, 42 tuổi, ngụ phường Thanh Khê Đông quận Thanh Khê, đã sử dụng rượu bia và dương tính ma túy trước khi gây tai nạn. Tại cơ quan điều tra, ông Tân cho biết trước khi gây tai nạn đã ngồi nhậu cùng bạn bè suốt 6 tiếng. Khi cả nhóm uống hết khoảng 4 thùng bia thì ra về. Mặc dù sử dụng bia rượu, nhưng lái xe tông vào đuôi xe 16 chỗ rồi bị mất thắng, lao vào tiệm bánh mì. Vào thời điểm xảy ra tai nạn, tài xế này không còn tỉnh táo vì đã uống quá nhiều. Trước đó như tuổi trẻ đã thông tin, xe ô tô 7 chỗ do ông Lương Duy Tân điều khiển chạy trên đường gom của hầm chui Điện Biên Phủ, phường Chính Gián, quận Thanh Khê, theo hướng từ quận Hải Châu lên quận Liên Chiểu. Khi đến gần đoạn giao với đường Lê Độ, xe chạy với tốc độ nhanh lao thẳng vào tiệm bánh mì Đồng Thành, số 60A đường Điện Biên Phủ, làm 6 người bị thương nặng.